8 chiếc xe độ điên khùng nhất của dân chơi xe dư tiền. Chào các bạn, với người đam mê độ xe, chiếc xe không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là một thú tiêu khiển riêng. Và những mẫu xe độ càng được thiết kế độc đáo, kỳ dị, càng được nhiều dân độ ưa thích. Độ xe là thú chơi khá tốn kém. Để có được một chiếc xe máy độ theo ý muốn, chủ sở hữu không chỉ bỏ tiền mà đôi khi còn mất khá nhiều thời gian tìm tòi cho được những phụ kiện khác người. Và chiếc xe độ điên khùng nhất mà bạn biết nó trông như thế nào? Có thể bơi được trên sông, chạy bằng động cơ hơi nước hay một cái xe bồn tắm biết bay. Chắc chắn bạn sẽ không nghĩ chúng có ngoài đời thật, nhưng hãy tin top bí ẩn. Đó là những chiếc xe độ điên khùng nhất của dân chơi xe dư tiền. Các bạn hãy xem video rồi rõ nhé. 8. Twin Turbo Diesel AWD Motorcycle. Nếu là những người bình thường, chắc hiếm có ai muốn sở hữu một chiếc xe như thế này. Chiếc mô tô độ Twin Turbo mang phong cách nhà binh, ngoại hình trông như một cỗ máy chiến đấu của quân đội. Xe được sử dụng khối động cơ 844 phân khối, động cơ V-twin diesel, tích hợp thêm hai bộ turbocharger RHB31. Phần đầu xe được cách điệu như cây súng máy, bộ khung xương của xe được chế tạo bằng tay hoàn toàn. Hai bình khí của hệ thống phục hơi tăng giảm độ cao, gầm xe được cách điệu như hai quả bom. Cặp bánh trước sau sử dụng bánh gai cùng kích cỡ, tạo nét hầm hố đặc trưng của những mẫu xe quân đội. Khi lái chiếc xe này ra đường, có khi bạn lại bị hiểu lầm là phần tử khủng bố. Nhưng nó thật sự rất độc đáo, và bạn có muốn một chiếc như thế này không? 7. Bumper car. Mỗi khi đi khu vui chơi, các bạn có hay chơi trò xe đụng không? Chơi chúng rất vui đúng không nào? Thế nhưng các bạn đã thấy chiếc xe đụng nào có vận tốc lên đến 170 km/h? Điều khó tin này do anh chàng Colin tạo ra, một người có nhiều kinh nghiệm trong việc chuyển đổi những vật phẩm bình thường thành những cỗ máy đua xe cực kỳ nhanh. Và anh đã tạo ra một chiếc xe đụng với vận tốc cực nhanh nhờ vào hệ thống động cơ mô tô 600 phân khối của Honda. Chiếc xe có tốc độ cao nhất 172 km/h, đạt tốc độ trung bình 161 km/h khi chạy trên đường sân bay. Và nó đã lập được kỷ lục Guinness là chiếc xe đụng nhanh nhất thế giới. Một thú vui đòi hỏi rất nhiều sự đầu tư về sáng tạo, thời gian và cả tiền bạc. 8. Trong thời đại ngày nay, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những cỗ máy chạy bằng động cơ hơi nước ở các viện bảo tàng.
Vì vậy mà khi bạn lái một chiếc mô tô chạy bằng động cơ hơi nước trên đường, có lẽ bạn sẽ trở nên nổi tiếng trên cộng đồng mạng vì sự khác biệt và nổi trội mà chiếc xe mang lại. Chiếc xế nổ mà bạn nhìn thấy được là một trong những chiếc xe mô tô đích thực đầu tiên xuất hiện từ những năm 1860 ở Nga. Chiếc xe chạy bằng động cơ hơi nước nổi tiếng này do Sylvester Hardhopper chế tạo ra. Hệ thống động cơ của xe có một ống nước được đặt thẳng đứng ở phía bên trái thân xe, trong khi xi lanh hơi nước được đặt ở cả hai bên khung. Các van piston được vận hành bởi các tay quay và bộ phận bơm nước được điều khiển bởi tay quay xi lanh bên trái. Ống lớn như ống khói đóng vai trò ống xả hơi nước cho xe. Điều gây sốc ở chỗ là xe hiện nay vẫn còn hoạt động được mặc dù nó đã xưa như trái đất. Bốn, Bobby Car. Còn gì thú vị hơn nếu bạn lái một chiếc xe đồ chơi nhỏ với một động cơ 15 mã lực và có thể đạt vận tốc 70 km/h? Tất nhiên điều này chỉ có thể xảy ra với những nhà độ xe tâm huyết, thích sáng tạo và làm những điều khác người. Một nhóm đam mê xe đã sửa đổi chiếc xe Bobby đồ chơi dành cho trẻ em thành một chiếc xe đồ chơi dành cho người lớn bằng cách thêm động cơ vào xe, bánh xe được gia cố vững chắc hơn, một bộ tay lái được gắn vào vô lăng. Không có gì đáng ngạc nhiên, hãy nhìn nó thể hiện trông cực kỳ nguy hiểm và hoàn toàn tuyệt vời. Bạn có muốn một chiếc xe như thế này không? Một chiếc Bobby cho bạn và hãy để chúng xa tầm tay trẻ em nhé. Ba, Four Wheel Bike. Nếu bạn đã chán với những hình mẫu chiếc xe đạp hai bánh, các bạn có thể thử sáng tạo bằng cách đổi chiếc xe của mình thành chiếc xe ba bánh hay bốn bánh giống như chiếc xe này thì thế nào. Động cơ để xe hoạt động được đặt phía sau, trong khi đó cả hai bánh trước được gắn với tay lái. Hãy xem cách mà người đàn ông điều khiển nó, trông khá vất vả. Ngoài ra, với chiều dài gấp đôi những chiếc xe thông thường, bạn cũng nên nghĩ đến vấn đề di chuyển, bởi vấn đề không nằm trên đường thẳng mà nó đi. Nếu có thể quẹo cua, bạn hãy cẩn thận nhé. 2. Homemade ATV. Một chiếc xe tự chế có thể vừa đi được trên đường và bơi được dưới nước, bạn cũng có thể làm đấy. Nếu bạn thực sự yêu thích sự sáng tạo và có một chút phá cách, hãy xem chiếc xe tự chế của người đàn ông này. Trông như một món đồ chơi và thật sự nó làm cho người khác ấn tượng với bốn chiếc bánh xe khổng lồ trông giống chiếc phao. Điều đặc biệt là thân xe chỉ có một chỗ ngồi và một tay lái để điều khiển hướng đi. Động cơ không nằm ở thân xe, ở mỗi bánh xe được gắn một động cơ xăng riêng biệt để giúp các bánh xe hoạt động. Tốc độ tối đa của nó có thể đạt được là 40 km/h, đủ cho một chuyến hành trình đầy thú vị cả trên cạn lẫn dưới nước. Các bạn có muốn thử ngồi trên chiếc xe như thế này không? 1. Flying Patrol. Các bạn có muốn thử cảm giác nằm trong chiếc bồn tắm và bay lên, giống các bộ phim hoạt hình hay viễn tưởng phải không nào? Ý tưởng điên rồ này đã được hai anh em Philip và Johannes Mickenberger thực hiện. Họ đã thử chế chiếc tàu bay đặc biệt bằng bồn tắm. Họ mất tới 2 tháng để hiệu chỉnh khả năng bay và độ cân bằng. Cả hai khẳng định họ sử dụng công nghệ chế tạo máy bay không người lái để tạo ra chiếc tàu bay này. Ngoài ra, chiếc bồn tắm cũng đã được thiết kế lại và gắn thêm một lớp đệm mút ở dưới đáy nhằm giảm rung chấn khi tiếp đất. Màn thử nghiệm bất ngờ của hai anh em khiến khá nhiều người tỏ ra sốc vì vật thể bay trên không chẳng phải là máy bay không người lái mà là một chiếc bồn tắm biết bay. 2. Chắc chắn các bạn đang nghĩ sao họ có nhiều ý tưởng như thế, mặc dù rất điên khùng nhưng không kém phần độc đáo đúng không nào? Bạn có thích những chiếc xe độ như thế này không? Và chiếc xe nào bạn ấn tượng nhất? Và chiếc xe hiện giờ của bạn như thế nào? Bạn có muốn làm cho nó trở nên độc đáo hơn không? Hay là bạn đang có ý tưởng chế tạo ra một chiếc xe homemade của riêng mình? Hãy chia sẻ ý tưởng của bạn cùng với mọi người đi nào. Xin chào và hẹn gặp lại.